Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 25, 26 tháng 8 ha, gần qua tháng 9 rồi, dương lịch. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một cái chuồng nuôi của một hộ nông dân ở khu vực của tỉnh Bến Tre. Thì hộ nuôi này là lúc trước thì có nuôi một số heo trắng, nhưng các bạn thấy cái chuồng ha, thì chuồng này là chuồng heo trắng mình tận dụng lại. Tuy nhiên thì các bạn thấy có những cái hàng hàng rào cây phía trên không? Đó đó là những trường hợp là con heo rừng ấy, nó hơi nhảy hơn so với con heo trắng. Cho nên chúng ta có thể là một là dùng lưới B10, hai là dùng khung sắt. Mà kiểu như chú ở đây, chú Tám đây thì chú thôi nhà tao có tre nên đúng tre gàm luôn. Nói chung là về yếu tố xây dựng chuồng trại với cái dự án mình đang xây dựng ở các tỉnh đồng bằng sông Long đó, và đặc biệt là dự án này là dự án bên dự án AMD của Bến Tre đầu tư cho hộ nuôi đó, để phát triển kinh tế bền vững đó. Thì không nhất thiết là phải làm chuồng giống như những con heo rừng giống như trên núi. Ở đây là mình nuôi heo rừng lai. Mục tiêu của mình đó là xây dựng dự án với bà con nông dân ở các nơi đó, là nuôi theo hướng sạch, gắn với tính bản địa, sạch nhưng mà gắn với tính bản địa, có nghĩa là nấu tấm, trộn cám, độn rau mà người dân nghèo hoặc là người dân khá hay là người dân nào cũng có thể làm được nếu như có một cái sở thích hoặc cái đam mê chăn nuôi đó. Và cái sản phẩm mình ở đây là nó tạo ra theo cái giá trị gắn với cuộc sống đời thường của người dân, có nghĩa là mình không đi theo hướng cố gắng làm con heo rừng giống như con heo trên núi, mà mình cố gắng đưa con heo rừng về sống với người dân ở miền Tây, ăn lại thức ăn của những con heo trắng ngày xưa ấy, để tạo ra dòng heo sạch theo hướng bản địa. Nghĩa là hồi xưa mình thấy là con gà thả vườn, và hiện giờ con gà thả vườn vẫn được giá, con cá lòng tong tép rong chẳng hạn vẫn được giá. Thì bây giờ cái cách của mình đang làm đây cũng vậy, nghĩa là miễn con heo có máu rừng, lông ba chân, được nuôi chuồng kiểu nào cũng được tùy theo điều kiện của từng hộ, với tạo ra một sản phẩm khác nhau và mình sẽ có cái giá khác nhau. Nhưng mà cơ bản nhất là miễn sao mà ăn thức ăn tự nhiên đó, tấm cám và rau củ quả là chủ đạo đó. Hạn chế tối đa sử dụng thức ăn viên mà nếu có không được vượt quá 10% đó. Cũng như mình nhắc lại công thức mà mình thường hướng dẫn cho bà con tỉnh Đồng Bằng là cứ tắm cái cám cái thức ăn viên trộn với 7 cái rau là loại heo nhỏ và trộn với 17 cái rau là loại heo lớn. Còn rau thì bà con sử dụng lộn xộn nha, chú cây, lục bình, rau muống, rau lan, cỏ dô gì đó vân vân. Thì cái hộ của chú Tám này thì tận dụng xen canh với cái vườn chôm chôm thì nuôi heo ha. Đó, tắm cám rồi chú kiếm rau củ rồi chú rồi kia chú trộn vô. Cái đường vô các bạn thấy là nó hơi khó nha, đường ở quê mình đó thì nó phải ngoằn ngoèo xe tải không tới nơi được. Mình phải đẩy ra một cái đoạn đường rất là xa, khoảng 500 đến 700 mét mới ra được lỗ lớn ra xe. Thì khúc này là cái cảnh là hộ dân mình là vô trong cái đường làng mình bắt, rồi mình đẩy xe gù ra rất là cực cho anh em ha. Đó thì mẻ heo này cũng không có nhiều lắm, cũng được khoảng 16 17 con, tương đương với khoảng hai mấy 30 triệu gì đó. Giá mình hiện giờ đang thu mua vô cho hộ nuôi, mùa dịch hay không có dịch, thị trường sốt hay không sốt thì mình vẫn mua theo giá hợp đồng ký kết bà con mình ha, là 85.000 một ký, biên độ cộng 1 trừ 10%, nghĩa là sụt lắm không quá 77 mà cao quá cũng không không quá 90. Đó đó là giá mình đang nhập vô trong hệ thống, mình ký hợp đồng với hệ thống hộ nuôi. Cái này là công khai luôn các bạn ha. Đó. Đây là chú nhờ một anh ở xóm nữa bắt cùng. Đó. Thì mô hình này thì nó một mặt là nó hộ kẹt xe nông thôn. Một mặt là nó giúp được cái người dân ở quê mình đó, miền Tây á, là tận dụng được cái nguồn thức ăn ở quê có sẵn, ví dụ như là chuối cây, lục bình, rau muống, rau lan, tắm cám chẳng hạn, đó là phụ phẩm. Hoặc có thể dùng nào mà có bã nành, bã bia thì ghép vô nuôi chẳng hạn thì nó giảm được chi phí xuống. Đó. Rồi sau đó kết hợp với cái lao động nhàn rỗi của quê mình ở miền Tây. Thì thông thường bà con nông dân ở miền Tây thì vườn cây ăn trái thì nó sẽ có cỏ mọc rất là nhiều và chuối cây, thấy không? Thì bây giờ mình tận dụng cái những cái nguồn thức ăn có sẵn đó mà không tốn tiền đâu, hoặc tốn rất ít đó. Thay vì mình để trống hoặc là không ai quan tâm tới thì bây giờ mình tích góp bằng lao động dư thừa của mình, lấy cái lao động đó tận dụng cái nguồn thức ăn có sẵn ở xung quanh vườn xung quanh ta rẻ tiền hoặc là ít tốn kém, sau đó mình chuyển thể vô bụng con heo để cho nó chuyển hóa thành miếng thịt, sau đó mình lụm con heo này mình đi bán, người ta cầm miếng thịt heo của con heo này người ta ăn thì ta có cảm giác là nó ngon đó. Mà ngon ở đây không phải là ngon giống như con heo trên núi mà ngon theo hướng tự nhiên. Heo trắng thì thôi thức ăn công nghiệp nhiều quá chẳng hạn, heo rừng rạc thì không biết có ăn thịt hay không, thôi ăn heo rừng lai đi. Mấy thằng này nuôi ăn thức ăn công nghiệp chắc làm gì có lời, cho nên hầu như ăn rau củ quả không chứ đâu. Có nghĩa là cái định hướng mình mong muốn là
đưa con heo rừng về với người dân ăn lại thức ăn của heo trắng vậy đó. Hồi xưa vậy đó, heo trắng hồi xưa để làm sao mà người dân của mình có được cái nguồn thu trên cái lao động nhàn rỗi. Cùng đó thì doanh nghiệp cũng có thể đồng hành cùng với bà con giống như hiện giờ đây. Ở đây thì bà con chăn nuôi bằng cái sức lao động chính thống của mình, bằng cái nguồn thức ăn có sẵn, công ty đưa con heo giống xuống, ký hợp đồng với bà con bao tiêu từ 3 năm đến 5 năm. Thì về mặt bao tiêu thì công ty sẽ hỗ trợ quản lý kỹ thuật trong 3 năm đó. Khó khăn trở ngại về kỹ thuật không biết ấy, thì bên mình sẽ tư vấn và hỗ trợ. Tất nhiên là làm không được thì mình sẽ cho nhân viên xuống hỗ trợ luôn ha, mà không có lấy tiền, trong thời gian hợp tác là 3 năm. Còn heo con mà bà con tạo ra từ heo nái ấy, thì từ 15 kg trở lên với 45 kg lại là công ty thu mua hết cùng giá. Thì ở đây là mình, như các bạn thấy là mình vô mình xúc hết, cân hết trong đàn, chứ không có lựa mập, không có lựa ốm, không chê gì hết. Miễn sao con heo không có bệnh, mập mập đầy đủ. Con heo càng mập mà ăn thức ăn tự nhiên nha thì Vinh càng khoái, bởi vì dòng đó mình dùng để quay đó. Ốm ốm hơn chút xíu, nhỏ nhỏ hơn xíu thì mình để nướng, còn vừa vừa bự thì mình mổ mình bán thịt đó các bạn ha. Đó thì tóm gọn lại cái dự án này xây dựng thì có một cái phương châm, đó là nuôi có lời và ăn có lợi. Mà muốn nuôi có lợi thì quay trở lại sử dụng thức ăn truyền thống và những thức ăn rẻ tiền của quê mình, mà muốn ăn có lợi thì quay trở lại ăn những sản phẩm truyền thống của dân mình đang làm ra, và doanh nghiệp đang kết hợp để phát triển dự án này. Cách làm của bên công ty mình là đang đi theo cái hướng là gắn với chuỗi giá trị gia tăng, nên là từ chuồng nuôi đến bàn ăn theo hướng nông dân, và gắn với tính bản địa mà ứng dụng công nghệ vô đó. Thì hôm nay buổi này mình giới thiệu các mô hình cho các bạn thấy thôi, nên không có nói sâu về vấn đề cái yếu tố công nghệ vô đây. Ừ. Đó, nhưng mà cơ bản cũng phải thỏa mãn các yếu tố như là làm sao để con heo nó nuôi phù hợp với túi tiền của từng hộ, và hai nữa là mỗi một hộ có cái điều kiện kinh tế khác nhau sẽ nuôi cái chuồng khác nhau. Thì đây là kiểu chuồng thứ hai các bạn thấy ha. Đây là cái chuồng mà họ gào lúa B10 dắp dòng, kiểu mà hơi bán hoang dã đó. Đó các bạn thấy là nhưng mà kiểu chuồng này quản lý dịch bệnh không tốt nha. Thịt có thể săn chắc hơn so với kiểu chuồng hồi nãy, nhưng mà cái vấn đề mà quản lý dịch bệnh nó không đảm bảo, không đảm bảo bằng nha. Bạn thấy không, cái lùm chơi gai mà nó quanh tạ riết là chỗ lõi luôn á. Thì cái kiểu kia là tận dụng chuồng heo trắng nền xi măng, cắt mái một phần cho có nắng vô, thỉnh thoảng liếng đất vô cho heo ăn và cho ăn rau củ quả cho con heo. Còn mô hình này á, là mô hình thả lan. Các bạn thấy thả lan thì thôi trời ơi, gào dắp dòng không nó quậy, gọi là lên dùng giống như Amazon vậy, thục xịn vậy. Mô hình này Vinh không khuyến cáo nha, đây là do bà con đã nuôi trước rồi Vinh là kết hợp thôi, chứ mô hình này mình không khuyến cáo. Thứ nhất là công tác quản lý dịch bệnh mình không đảm bảo được, điều thứ hai nữa là hộ lý chăm sóc đàn là không hộ lý được, cho nên mô hình này là từ lâu mình đã không cho triển khai nữa. Tuy nhiên những hộ nào đang có điều đang triển khai rồi thì mình cho triển khai luôn. Cái mô hình này là không khuyến cáo, tất nhiên là vẫn được chứ không phải là không được, nhưng mà quyền yếu tố tối ưu thì chưa đạt đó. Nhưng mà quy chung lại là các bạn nên nhớ, và bà con các tỉnh nên nhớ là nuôi heo rừng định hướng của heo sạch thì mình nuôi kiểu chuồng gì cũng được, chuồng xi măng cũng được, chuồng đất cũng được, chuồng cát cũng được, miễn sao mà mình chấp nhận cái kiểu đó với cái túi tiền mình đang có, và nó phải thỏa mãn được cái phù hợp với tập tính sinh thái của con heo là được. Có nghĩa là ở đâu đó mình có thể hiểu được một điều đó, đó là nuôi con gì thì nó phải thỏa mãn với cái túi tiền của người ta, và hai nữa là cái kiểu chuồng này là tôi chọn. Ví dụ như người ta nói bây giờ căng thả kiểu này thì nó đâu có phải vô chuồng, nhưng mà ngược lại cao quản lý bệnh không tốt. Còn cái chuồng xi măng hồi nãy chữ thứ 8 á, thì các bạn thấy là dỗ chuồng được, nhưng ngược lại cao là chăm sóc thì cực hơn con heo này này phải không, đỡ hơn không nè. Wow, nó làm la quá trời của các bạn ơi. Đó thì mỗi một người muốn cái chuồng nào thì mình sẽ hướng dẫn cái chuồng đó, tuy nhiên nó cũng phải dựa trên 4 tiêu chí. Thứ nhất là phải quan tâm đến tỷ lệ đẻ sai, điều thứ hai là liên quan đến độ lớn hay gọi là yếu tố thức ăn, thứ ba nữa là hao hụt đầu con, cuối cùng là những cái nguồn phụ phẩm với thức ăn ăn vào hàng ngày đó. Nghĩa là giờ muốn năng suất cao hơn thì giá cả thì ổn định rồi, bà con muốn năng suất cao hơn thì bà con làm sao chọn heo đẻ sai. Vốn heo nó có 10 đến 12 vú, cho nên mình làm sao để từ 9 con đến 10 con trở lên chẳng hạn vậy. Rồi hai nữa là độ lớn là liên quan đến cái cân đổ thức ăn giữa con heo nhỏ ăn sao, heo vừa vừa ăn sao, heo tách bầy ăn sao, heo nái ăn sao. Thì cái đó là bà con hợp tác với kỹ thuật, công ty sẽ hỗ trợ hết mình về mảng đó mà không có lấy tiền các bạn ha. Nó sẽ lấy quyết định đủ lớn. Rồi kế nữa là liên quan đến cái hao hụt đầu con, là bắt đầu phải chích vaccine, hộ lý phòng bệnh đàng hoàng, khó khăn nắng mưa sương gió trời trời thì các bạn phải chăm sóc và hỗ trợ tốt. Còn nếu không thì các bạn phải alo cho công ty sẽ có cái hướng để hỗ trợ cho bà con mình. Còn nguồn thức ăn hầu như là tận dụng, chỉ 30% là tốn chi phí thôi các bạn ha.
Thì hôm nay là mình giới thiệu sơ bộ về những cái mô hình ở đây, có hai mô hình để cho bà con mình hoặc là anh em nào thấy có mô hình này có cần thiết cho địa phương thì hãy giới thiệu, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng hợp tác, nhất là trong thời điểm dịch bệnh thế này. Cái yếu tố phòng bệnh là luôn phải đặt lên hàng đầu. Còn về những yếu tố khác thì đầu ra thì doanh nghiệp sẽ bao tiêu từ 3 năm đến 5 năm ha, kỹ thuật thì hỗ trợ miễn phí đó, đó thì bà con cân đối ha. Rồi nếu bà con hoặc anh em nào thấy cái YouTube cái clip này nó hay hoặc nó cần thiết cho những ai đó thì bà con hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài viết này cho những người có thực sự mong muốn và có điều kiện cần. Một lần nữa thì nói lại là nuôi heo rừng định hướng heo sạch không chắc là sẽ giúp bà con mình giàu lên, nhưng mà khẳng định một điều nó sẽ giúp cho bà con mình có được cái nguồn thu nhập rủng rỉnh, rủng rỉnh, giống như chơi hụi vậy đó. Thì thôi hụi hàng xóm thì dễ bị giật, thôi mình chơi hụi heo lâu lâu mình bán một ít, không đầu này cũng có đầu kia chút đỉnh, lấy cái lao động nhàn rỗi kết hợp với nguồn thức ăn rẻ tiền qua cái điều kiện có sẵn là chuồng có, mình chơi vô dài con nằm kiếm được ít chục nha. Khéo khéo thì vài chục, không khéo thì mười mấy cũng được chẳng hạn vậy. Rồi chân thành cảm ơn bà con mình theo dõi ha, cảm ơn các gì. Rồi xin chân cảm ơn.